Sáng ngày 9 tháng 5, đại diện Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cho biết, hiện nay Bộ Công an đã tổ chức thực hiện việc rút tiền bằng căn cước công dân gắn chip tại một số ngân hàng. Theo đó, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân đã thí điểm ứng dụng thẻ gắn chip thay thế thẻ ATM tại một số chi nhánh ở Hà Nội và Quảng Ninh. Thời gian tới, cơ quan chức năng dự kiến triển khai thêm nhiều địa phương khác. Ngoài ứng dụng căn cước công dân trong giao dịch ngân hàng, hiện nay người dân còn có thể sử dụng thẻ gắn chip hoặc ứng dụng VNEID thay cho thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám chữa bệnh tại một số cơ sở. Ngày 8 tháng 5, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức chương trình Dân hỏi, Chính quyền trả lời tháng 5 năm 2022 với chủ đề Đồng hành cùng doanh nghiệp, chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham dự chương trình. Đồng chí Võ Văn Hoang chia sẻ, nhiều doanh nghiệp trong khu chế xuất cũng băn khoăn về việc 20 năm nữa sẽ đi đâu về đâu. Vì thế, Thành phố Hồ Chí Minh vừa có chuyên đề nghiên cứu về thực trạng và định hướng phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp. Từ chuyên đề này, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng chiến lược phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn trong 10 đến 20 năm tới. Thành phố Hồ Chí Minh đang đánh giá lại trình độ công nghệ, trình độ quản trị, trình độ lao động của các đơn vị trong khu chế xuất, khu công nghiệp. Từ đó xác định lại khu vực nào để duy trì các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu vực nào sẽ chuyển đổi. Nếu duy trì các khu chế xuất, khu công nghiệp ở vị trí cũ thì cũng phải chuyển đổi công nghệ trong từng doanh nghiệp và trong cả khu để tiếp cận với xu thế phát triển mới. Trong trường hợp di dời cũng sẽ có lộ trình chứ không phải làm trong 1 đến 2 năm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau 2 ngày cuối tuần mưa dông, ngày đầu tuần ngày 9 tháng 5, Bắc Bộ chỉ còn mưa rải rác về đêm và sáng, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trung và Nam Bộ mưa dông về chiều kèm nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh. Dự báo các khu vực ngày và đêm ngày 9 tháng 5, phía Tây Bắc Bộ ngày nắng gián đoạn, từ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Ngày 8 tháng 5, trước việc nhiều nước trên thế giới đang ghi nhận sự gia tăng đáng lo ngại về việc trẻ em bị viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân, Bộ Y tế cho biết, qua giám sát đến nay, Việt Nam hiện chưa ghi nhận trường hợp nào mắc căn bệnh viêm gan này, nhưng nguy cơ bệnh xâm nhập rất lớn. Theo WHO, trong khi chờ xác định nguyên nhân thật sự gây ra dịch viêm gan cấp mới ở trẻ em, các biện pháp phòng ngừa phổ quát đối với adenovirus và các bệnh nhiễm trùng thông thường khác là rửa tay thường xuyên và vệ sinh đường hô hấp. Adenovirus có thể gây bệnh ở nhiều cơ quan khác nhau trên cơ thể như đường hô hấp, đường tiêu hóa, mắt, nhất là với trẻ em. Trong số các nhóm virus gây bệnh, adenovirus là nhóm B có khả năng gây bệnh nhiều và thường gặp nhất. Sáng ngày 9 tháng 5, sau 2 ngày xét xử và nghị án kéo dài, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra phán quyết với 11 bị cáo trong vụ đánh tráo sổ đỏ giả, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng. Nhóm bị cáo bị truy tố 2 tội, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Cụ thể, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Cường, trú huyện Sóc Sơn, 19 năm 6 tháng tù về 2 tội danh trên. Cùng 2 tội danh với bị cáo Cường, 8 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 8 đến 17 năm tù. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thị Phúc, trú quận Hai Bà Trưng, bị phạt 13 năm tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo còn lại là Phạm Văn Đồng, trú huyện Hoài Đức, bị phạt 1 năm tù vì tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Với tỷ lệ phiếu bầu 99,2%, ông Lý Gia Siêu, cựu tổng thư ký chính quyền Hồng Kông Trung Quốc, đã được bầu chọn trở thành trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông nhiệm kỳ 5 năm tới. Trong cuộc họp báo ngày 5 tháng 5, ông Lý Gia Siêu cho rằng, để duy trì khả năng cạnh tranh của Hồng Kông, việc thúc đẩy các hoạt động kinh tế đóng vai trò rất quan trọng, trong đó việc thông quan với Trung Quốc đại lục là nhiệm vụ hàng đầu. Trong cương lĩnh tranh cử công bố ngày 29 tháng 4, ông Lý Gia Siêu cho biết sẽ tập trung giải quyết 4 vấn đề chính là tăng cường năng lực quản trị của chính quyền đặc khu, tăng nguồn cung nhà ở, nâng cao năng lực cạnh tranh của Hồng Kông và quan tâm đến xã hội cùng thế hệ thanh niên. Ông Lý Gia Siêu nhấn mạnh, năm 2022 đánh dấu kỷ niệm 25 năm, Hồng Kông trở về với Trung Quốc và là thời điểm lịch sử trong việc thực hiện một nước hai chế độ.